Ai đó? Trà sữa ngon không các muội? Bé đang uống trà, bé đang uống trà. Đồ chua thì lấy gì không thơm và ngon? Các muội thích là được. Đây là trà ta ra tận chợ Kim Biên mua lận đó. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Hôm nay gọi các muội tới đây là ta có chuyện về hoàng thượng cần nói. Gì mà mặt người nghiêm trọng vậy? Chuyện là hôm qua bổn cung phát hiện hoàng thượng xem sẽ gầy. What the f***? Lại chúa tôi. Mà sẽ gầy là gì? Không biết mà la cho dữ vô. Sẽ gầy là nam nhân với nam nhân. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Rồi đầu đuôi làm sao? Chỉ tí cái coi. Chuyện là như vậy. Ai đó? Dạ, là thiếp. Hoàng hậu à? Dạ. Vào bên trong đây nói chuyện với chẩm nè. Nàng đứng ngoài đó lâu chưa? Trời trời, thiếp thề, thiếp mới tới luôn á. Nãy giờ đâu có nghe tiếng ơ gì đâu. Nàng đừng có lương lẹo. Dạ, vậy nãy giờ người xem... Nàng muốn xem thì cứ xem. Trời ơi, đó là hai nam nhân. Vậy là sao? Chuyện là trước đây chậm đã có cảm giác này rồi, nhưng dạo gần đây nó mạnh hơn. Vậy là từ bấy lâu nay là tử thiếp đa tình à? Không, ta vẫn yêu nàng và các phi tần khác, chỉ là dạo đây cảm xúc dành cho nam nhân nó mạnh hơn chút thôi. Chuyện này động trời quá à. Vậy rốt cuộc người là cái gì? Ta nghiên cứu trên mạng rồi, đó gọi là bisexual. Trời, nãy giờ tiếng Việt thiếp còn không hiểu, huống chi chuyển sang tiếng Anh trời. Tóm lại là ta thích cả hai giới. Mà ta dặn nè, nàng tuyệt đối không được kể cho ai nghe chưa? Dạ. Biết chưa hả? Thần thiếp tuân chỉ. Chuyện lăng vậy đó. Unbelievable. Hoàng thượng rốt cuộc bệnh vậy lâu chưa? Rồi hoàng hậu có mời thái y tới chưa? Trước khi gọi các muội tới đây, ta đã cho truyền thạc sĩ tiến sĩ đinh thái y rồi. Rốt cuộc hoàng thượng bị bệnh gì? Bẩm nương nương, đó là xu hướng tính dục chứ không phải bệnh ạ. Quan trọng là có cách chữa không? Không phải là bệnh thì tất nhiên sẽ chẳng có cách chữa thưa nương nương. Vậy ý ngươi là hoàng thượng sẽ như thế mãi luôn à? Dạ. Ta chỉ sợ trong ngoài cung dị nghị, làm sao mà sống nổi đây? Thử thần nói thẳng, hoàng thượng là củ ngũ chí tôn, người là mẫu nghi thiên hạ. Bỏ qua được thì bỏ, còn không thì cứ cho vô xà bàn hoặc lăn trì gì đó nhẹ nhàng là được. Không hổ danh là lương y, thở thôi cũng thấy nhân từ nữa. Chuyện này là gian tần phải chịu trách nhiệm đó nha. Hầu hạ thánh giá kiểu gì mà để người thích luôn cả nam nhân vậy? Nói đến hầu hạ thì Mai Quý Phi hầu hạ chắc ít à. Không khéo một thời gian nữa hoàng thượng không còn thích nữ nhân luôn đó chứ. Hỗn xược, các muội thôi đi. Miệng lưỡi ai nấy đều ghê gớm, chẳng giúp gì được cho bổn cung cả. Ủa, mà rõ ràng hoàng thượng căn dặn người không được nói cho ai nghe mà, sao lại kể cho chúng thiếp nghe vậy? Là giữ bí mật dữ chưa? Nương nương cấp báo, nương nương cấp báo. Nước sôi đổ vô người ngươi hay gì mà la lại cả cung vậy? Hoàng thượng mới lâm hạnh người mới. Chuyện bình thường nó làm gì hốt hoảng dữ vậy? Rồi tiểu thư quan nào hay là cung nữ? Dạ, là lực sĩ thị vệ à. Cái gì? What the f***? Lại chúa tôi.